Ui. Lậu đi đâu rồi trời? Đi rồi trắng. Phương mới thấy nguyên con thắng luôn đó nha. Phương kêu trong cái gốc cây này rồi. Để điện cho mẹ ăn cái. Phương chào cả nhà nha. Ôi, Phương vừa mới dí theo nguyên một con rắn luôn cả nhà. Không biết là rắn gì nữa. Mà nó rút kêu trong cái hốc cây trong này rồi. Phương với mẹ hôm nay đi phát cỏ. Giấc này là 9 giờ mấy 10 giờ cả nhà. Mẹ Phương mới đi về nhà đang mà nấu cơm. Mình đang chuẩn bị đặng mình quay ra cái cửa chiều đang mình làm cỏ ở phía bên cái bờ mà đợt trước Phương có quay cho cả nhà xem là mình trồng cải xanh bên này nè. Vô tình thì Phương thấy con rắn nó rút vô đây mà làm không kịp nó. Đi đạp lên nó luôn á. Làm không kịp nó mới gọi cho mẹ kêu mẹ quay trở lại đặng bắt tiếp Phương. Phương đang ngồi canh nó nãy giờ nè cả nhà. Mẹ Phương dắt cái máy về rồi bởi vì đi lâu quá. Nè cả nhà, nó rút vô trong cái hốc này nè, nguyên một cái hốc này quá trời luôn. Phương kiếm nãy giờ mà thấy nó rút vô cái đường này rồi, ngồi đây canh nè. Đợi mẹ lại rồi cả nhà phụ bắt với Phương nha. Phương trắng kìa nha. Trời trời, gượt theo nó đạp lên nó luôn mà không kịp, nó nhanh quá nhanh. Nhanh đi hả? Để lại cái máy đó đi. Bắt tiếp con nè. Nó rút vô trong đây nãy giờ, trong đây con kiếm không gặp luôn, không biết nó nằm khúc nào rồi, nó quá trời hang luôn à. Nghe đây nè. Nghe đây nè, mẹ coi thử đi. Rút ngu đó. Con dí bên kia, dí qua con đi, con đạp lên nó luôn á. Hang hay vậy? Thôi ơi. Ui quá trời. Ôi lấy cái cây sơn đi ta. Không biết cái đường nào nữa. Dễ cỡ dễ cây quá trời luôn. Ôi ra ăn con đó không ơi. Ăn đâu? Đây nè. Đây à. Nè đâu mà. Bên kia, bên kia kìa. Từ từ nha mẹ, con này bự đó mẹ. Ô dạ, thấy không? Thấy mình không? Thấy là... Ôi da quá trời bự luôn. Đâu? Trời ơi. Thấy đường nữa thôi. Đây đây con đào cho, đây con đào cho. Đây con đào cho. Ồ, con chôm cái cây thử coi. Bích mình ơi. Bích hả? Bích ơi. Chôm cây coi nó có ăn qua bụng lên chỗ hướng nãy mẹ đó. Đó. Ừ, đúng rồi. Phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Phải mỏi từ từ đó, để khỏi bứt miệng ha. Chặt cái cây đó hơi mục kìa. Lên ngay đây nè. Trời bụng lỏng mẹ ơi. Ồ. Bị hít cây không à.
đây quá, đây luôn rồi. Heo này ăn kỳ á. Đâu đó cái kìa gây nó phục hình con dít gây lên coi. Gốc cây này nó mục nhưng mà nó dai ghê lắm cả nhà. Cứng quá cứng, không không làm lại nó thôi. Chắc ngoài vỏ nó mục quá, ngoài vỏ nó mục nhưng ở trong nó còn cứng. Trời luôn ơi. Ghế nữa. Đây này. Heo nó sao nó không ăn qua đây, nó ăn qua đây kỳ trời. Cây này cây sắn mà. Mẹ. Ừ? Sao nó không ăn cái heo bên đó mà ăn qua đây vậy kỳ vậy? Mẹ đó mẹ ruộng nó hết đất rồi. À đúng rồi, quên. Ăn theo bờ ha. Ừ. Ăn theo đường giang. Mẹ ruộng nó hết đất rồi. Đây cả nhà ơi, mẹ mẹ quay cho cả nhà coi cái hang này nè. Cả nhà thấy rõ không biết. Này 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 nè, quay theo hướng này nè, cả nhà nhìn rõ nè. Cái hang nè. Đúng, 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 đúng cái cây vô đó coi. Nè, cái cây, đúng rồi. Sâu quá. Ừ. Đây là tới rồi. Lúc vô đây thì không bị mắc dấu. Để mà đào bị mắc dấu hàng. Giờ mình đúc cái cây vô vậy nè cả nhà, là mình cứ theo cái cây này mình đào tới thôi à. Lỡ đất có, nó có sụp xuống cũng không có bị mắc dấu. Thấy cái đuôi nó rồi cả nhà ơi. Dính nè mẹ ơi, kín cái đuôi nè mẹ ơi. Nè nè nè, cầm hỏi đi, cầm miếng hỏi đi. Đấy. Theo cái miệng hang nè. Trời ơi, nó không cấn dữ vậy. Cái đuôi ngắn gì vậy. Chịu nó lại. Đây con chịu rồi. Ôi. Ôi. Nè. Yeah. Ôi con hẹn thắng ấy. Con hành. Hèn chi nó hôi hành muốn chết luôn. Ôi nãy giờ luôn á. Trời ơi nó hôi hành quá trời thôi luôn. Thấy cả nhà ơi. Con hành. Ôi bự ghê mẹ.
từ bên này cả nhà, đào từ bên này ăn không rồi tới bên đó mới tới nó. Cái hang này không phải hang của nó ở mày ơi. Dạ. Hang này hang tạm thôi à, nó gặp con nó chui thẳng vô chứ không phải hang nó ở. Ơi con có thử gì luôn kìa. Nó mới ấy ra ngoài đó đó. Đi đi lại đây. Mệt quá. Quá trời mệt rồi. Nắng có trời nắng luôn cả nhà ơi. Ủa. À. Trời nắng luôn. Nắng cả nhà mình đã ở cái nãy mình đào quên cái gốc cây sau lưng đó. Hai mẹ con đi từ sáng tới giờ chưa có kịp về nấu cơm nữa. Về cả nhà ơi. Đây để thăm cái 12 cái ngục đó nha. Ờ thăm luôn đi cho lên bạn đem về. Ờ có dính con gì không hay để chiến tới luôn. Thôi thăm đi đưa đây mà cầm con này đi. Ờ. Ừ. Cầm dao đi con cầm dao đi. Ụt má ơi, gắn làm mày hết hồn hết trơn. Hả? Con cua hả? Đây để con đi qua bển coi coi ở bên bển có con gì không. Dạ Phương băng quá mương nè, qua bên đầu bên bển. Đấy, mẹ Phương lội xuống ướt người hết nữa. Ở đầu bên này có dính nha. Xin cái gì đúng không? Đây là cái nhà. Ôi trời, này có vô con cá gì. Ui ui ui. Ôi trời, có vô mày ơi. Ở đây có vô. Không biết nữa. Nghe vậy là được. Trời ơi, vô con cá mẹ. Nhỏ xíu à. Muốn dở lên cho cả nhà coi mà. Có con tay một à. Cái nó. Nó bị sốc ngược chút xui cho. Cái mẹ với mấy ngóc. Bắt luôn đó nè. Đây cái nhà ơi. Người ta đang gắn đang cầm chứ. Cắm giá cho mẹ thôi. Thành quả hôm nay cả nhà ơi. Giờ mình về. Đi như mẹ ra trước đi. Đi ra trước đi.
này dính lỡ dính lông cả nhà, phải phủi lên trên tóc nha. Mình vừa mới làm thịt con rắn xong luôn cả nhà. Con rắn này có trứng nữa. Đây có trứng nữa. Đây là được 2, 4, 6, 8, 10 trứng luôn cả nhà. Này là rắn hổ hành nha. Hôm nay thì Phương với mẹ sẽ nấu rắn hổ hành hầm măng đãi cả nhà. Thì bên này Phương đang luộc măng luôn. Đây thì Phương có nãy Phương có ấy ít xả nè. Để khi mình luộc măng xong rồi mình bỏ cái nước đó thì nó đắng lắm. Cái Phương sẽ làm lại nước mới rồi mình bỏ xả vô mình mới hầm rắn này sao. Có nãy có lấy thêm củ sắn với củ cải đỏ nha cả nhà. Với hai mẹ con mình hôm nay có rắn hầm măng cả nhà ơi. Hôm
quá nè cả nhà. Lâu lắm luôn rồi mới ăn lại mắm. Ăn giấm. Bận ở nhà cầm luôn. Ăn này là phải cầm mới ngon. Mềm mại. Ngọt quá. Không sắn. Có miếng cũng còn hơi dai. Miếng thì mềm. Có trứng luôn cả mắt. Mà năng cả nhà. Mà cả nhà nha. Ngọt quá không ăn trứng. Không biết ăn trứng cây ngọt. Trứng nó có cái bao ở ngoài. Dai. Cứng. Dai. Đó. Lột có cái bao đó. Mời cái nhà nghe nè. Cứng rắn. Lâu ăn nó lại giòn ngon quá. Con đạp lên nó luôn á mẹ. Con đâu hay đâu, đi con đạp lên hết hộm. Mà tính ra mình đi tầm mình không mang giày, mình mang giới cũng có cái lợi nữa. Cả nhà biết sao mình đạp lên cái mình cảm nhận được liền luôn à. Còn mình có mang là khó lắm á. Nghe mềm mềm chân liền, nhìn xuống cái là bắt đầu nó cựa lên nó bò. Mà con nó nhanh đỡ nha cả nhà. Gặp mấy con kia nó còn nhanh dữ nữa. Cái loại này là ban ngày nó vậy là cũng nhanh lắm rồi, mà cũng không bằng mấy loại kia đâu. Nó là kia nhanh khủng nữa. Cái này mình tôi lấy măng chạy hầm ăn ngon lắm á. Thôi mẹ ăn vui đi. Vui đi. Ăn ngon ngon. Nhà ơi, bữa nay hai mẹ con mình may mắn có được món rắn này. Mời cả nhà xem video đến đây thì thương tình cho hai mẹ con mình xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video kế tiếp của hai mẹ con mình nha.